mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chung Phim 4.0. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ phim Nguyệt Thượng Trọng Hỏa. Lạc Vân Hy lần đầu tiên trở thành nam chính, sánh đôi với Trần Ngọc Kỳ. Các fan hâm mộ yêu mến, các bạn có đang mong chờ bộ phim này? Hãy cùng Chung Phim 4.0 tìm hiểu ngay sau đây. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa là bộ phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quần Tử Dĩ Trạch. Ngay từ những ngày đầu xác nhận, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vốn đã gây chú ý không chỉ vì có sự xuất hiện của La Vân Hy mà còn có Trần Ngọc Kỳ và Châu Đình Uy. Đặc biệt, nguyên tác cũng là một tác phẩm được đánh giá rất cao về độ lôi cuốn hấp dẫn. Bộ phim lấy bối cảnh từ thời Minh Triều, kể về mối tình giữa Trọng Tuyết và Thượng Quan Thấu. Đoàn phim cũng đã chính thức được khai máy cách đây không lâu. Thượng Quan Thấu là chàng thư sinh nhỏ nhã, ôn nhu như nước, tâm tình bình lặng, không có gì có thể làm chàng bận tâm, nhưng trong lòng lại luôn vương vấn hình ảnh của cô gái xinh đẹp Trọng Tuyết Chi. Trọng Tuyết Chi, nữ nhân đặc biệt nhất trong lòng Thượng Quan Thấu, xinh đẹp tuyệt trần, không ai bị kịp, mỗi cử chỉ ánh mắt đều làm người sách phải siêu lòng. Trong thiên hạ, chưa ai khiến làng e sợ, vậy mà hắn đã thu phục làng chỉ trong nháy mắt với sự tự nguyện kinh ngạc. Đoạn tình cảm của hai con người có thật rất khó khăn khi không ai nói ra trải qua giấc mộng thời niên thiếu, một thứ vội có này đã nhạt phai. Hai con người ấy liệu có trở lại bên nhau một lần nữa hay sẽ mãi để nỡ mối duyên nồng làn năm nào? Một điểm rất đôi cuốn của bộ phim, nam nữ diễn viên chính của Nguyệt Thượng Trọng Hỏa lần lượt là La Vân Hy và Trần Ngọc Kỳ. Cặp đôi này đã từng xuất hiện trong phim truyền thể, cũng rất thành công trước đó là Hương Mật Tựa Khói Xương. Xét về ngoại hình và khả năng diễn xuất, cả La Vân Hy và Trần Ngọc Kỳ đều rất tương xứng. Ngoài ra, cả hai cũng chưa có tác phẩm nào để đánh bật tên tuổi của bản thân trên màn ảnh nhỏ. Biết đâu, sự kết hợp này sẽ đưa họ đến với những điều bất ngờ mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Bộ phim từ khi khởi động quay đến hiện tại đều nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó, La Vân Hy từng gây sốt với hành động lịch thiệp lau môi cho bạn diễn sau khi hôn. Tiếp đó là hình ảnh anh chàng Úm Ba La già tóc mái đại diện cho hội tóc mái là chân ái. Gần đây, La Vân Hy lại gây sốt với hình ảnh một thân áo trắng múa võ trong hậu trường Nguyệt Thượng Trọng Hỏa vừa mới được tung ra. Hai nhân vật chính là Thượng Quan Thấu và Trọng Tuyết Chi đều là những hình tượng được giới mọt phim vô cùng tâm đắc. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa đứng thứ 3 trong danh sách top 20 bộ phim Hoa ngữ có nhân khí cao nhất thời điểm chờ phát sóng. Đoàn phim Nguyệt Thượng Trọng Hỏa đã đóng máy vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, hiện tại đã chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ, làm nhạc. Dự kiến sẽ lên sóng vào quý 3 năm 2020. Bộ phim hứa hẹn nhất định sẽ trở thành một trong những siêu phẩm hot nhất năm sau, bùng nổ không kém gì Tam Sinh Tam Thế của 2017 hay Hương Mật Tựa Khói Xương của 2018, thậm chí có khả năng trở thành hiện tượng như Trần Tình Lệnh của Lam Lai. Các bạn fan hâm mộ yêu mến, các bạn có mong chờ sự kết hợp vô cùng đặc biệt này của La Vân Hy và Trần Ngọc Kỳ? Hãy đăng ký kênh ngay để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.